Rồi, xin chào tất cả anh em đam mê săn bẫy đã quay trở lại với Lo Bẫy Chim Tân Ánh nhá. Lo Bẫy Chim Tân Ánh chuyên cung cấp lo bẫy chim, loa điều khiển từ xa rồi những cái phụ kiện bẫy chim như sào, lưới. Thì hôm nay em đang mới về một cái lô lưới mới. Lưới này là lưới mắt 3 và mắt 4 nhá các bác nhá. Em mới về lưới mắt 3 và lưới mắt 4 thì hôm nay em căng lên để em kiểm tra cái chất lượng lưới trước khi để gói hàng đi cho các bác nhá. Nói chung là em cũng chỉ là kiểm tra sơ sơ một vài tấm thôi, chứ còn hàng nhà em thì mỗi lần về mấy chục tấm, mấy trăm tấm cơ, em không kiểm tra được hết. Nhưng mà chỉ cần kiểm tra vài vài tay lưới này cũng biết qua, chỉ cần kiểm tra cái chất lượng sản phẩm như là sợi lưới này, nó có đủ độ dai không, sợi có đúng là sợi tiêu chuẩn không, mắt có bị xô nhiều, chạy nhiều hay không, rồi có đủ giường lưới, cọc lưới hay là tiêu chuẩn thịt lưới nó có đủ hay không, thì là chỉ cần kiểm tra qua những cái đó là đã đạt tiêu chuẩn rồi nhé các bác nhé. Thế còn hôm nay thì em căng lưới ở đây là em cũng để đánh khuyên nhé các bác nhé. Đánh khuyên thì hôm nay khuyên nó về rất là nhiều. Thời điểm này chim khuyên, rồi chim di, rồi chim sẻ đang tụ đàn rất là nhiều. Nhất là chim khuyên thì mùa này nó đang di cư nhé các bác nhé. Thế nên là hôm nay em sẽ sử dụng cái lưới ở mắt 3 để đánh khuyên. Thế còn nếu mà đánh chim sẻ hoặc trà mào thì các bác lên đánh lưới mắt 4, còn lưới mắt 3 chỉ để đánh di và khuyên thôi nhé các bác nhé. Thì như cái tay lưới hôm nay em đánh đây là tay lưới 15m nhé các bác nhé. Đấy, tay lưới 15m và chiều cao của cái này thì khả dụng cho các bác đánh sào 7m thì các bác sẽ đánh được 6m hoặc 5m. Đấy, lưới này thì các bác đánh 5m là hợp lý nhất. Đấy, các bác có thể thấy là đây em đánh rất là thấp thì cái túi lưới nó vẫn còn này. Đây, các bác có thể thấy cái túi lưới này nó vẫn võng xuống nhé. Đây đây là em đánh chưa hết lưới. Rồi đây sang cọc bên này. Sang cọc bên này em sẽ quay cho bác xem. Đây. Như cái cọc bên này thì các bác cũng có thể thấy là cái nhìn thấy rõ lưới không? Đấy thì cái túi lưới này em còn chưa đánh hết nhá, chưa ra hết nhá. Mà cái sào này của em là em đánh sào 6m. Đấy sào 6m nhá các bác nhá. Em đánh còn một đốt này nữa thôi. Cái này phải 6m không ta? Hay 7m? 7m nhé các bác nhé. 7m. Cái sào này em đánh là sào 7m nhé các bác nhé. Đấy, đây em quay trực tiếp cho các bác xem cái sào của em đang đánh nhá. Đây. Sào 7m nhé các bác nhé. Đấy, sào 7m mà em đánh còn lại một đốt. Đốt này em lên được một chút rồi. Đấy, còn lại một đốt. Thì nó còn 6m. 6m. Sao này 1m nữa, một đốt nữa thì còn 5m nhé. 5m mà đánh em chưa ra hết lưới mà nó đã xuống đến tận chân cọc rồi. Đấy thì sào này các bác đánh nói chung là cứ đánh lên tầm 5m là đẹp nhất. Thế còn nếu mà các bác muốn lên cao hơn cũng được. Và đây là lưới của em, nó cách mặt đất khoảng 50 phân nhé các bác nhé. Lưới giường dưới cùng này, cách mặt đất là 50 phân. Đấy. Lưới này thì khả dụng cho các bác đánh chiều khổ lưới nhá. Khổ lưới từ giường trên cùng đến giường dưới cùng là 5m nhé các bác nhé. Đấy, thế còn tùy các bác đánh muốn thu lưới cao lên hay là muốn mở rộng lưới ra đều được. Nhưng mà nói chung hợp lý nhất là đánh ở 5m. Đấy. Thế còn nhiều bác khi tăng lên ấy sẽ thấy là lưới này, sẽ thấy là cái lưới này nó không nhiều thịt lưới, nó không như lưới đánh chim đêm. Thì các bác cũng phải hiểu là nếu mà lưới này nó mà túi lưới, thịt lưới nó mà võng như lưới chim đêm ấy thì khi con chim nó lao vào các bác gỡ sẽ rất là khó. Nhất là cái lưới nhỏ mà lưới sợi loại mảnh như này. Đấy, nó rất là khó và nó rất dễ bị rách. Đấy, nó không phải như lưới chim đêm. Thế còn chim vào thì vẫn đảm bảo cho các bác, mặc dù là nó chỉ có một chút túi lưới này thôi. Nhưng mà chim vào vẫn đảm bảo cho các bác là sẽ không thể sẩy ra được, không thể sổng ra được. Đấy, nó không giống riêng chim trà mào này, khuyên sẻ di, tất cả những dòng này lao vào là trèo, chứ không, nó không trèo như dòng chim đêm nhé các bác nhé. Thế là lưới này ấy, là người ta đã làm tiêu chuẩn rồi, như này nó không quá nhiều túi lưới, không quá nhiều thịt lưới thì nó sẽ không bị xô. Khi các bác đánh ở thời tiết gió nó không bị xô nhiều là một này, cái thứ hai là nó không bị, khi gió nó không bị thổi quá nhiều vào những cái cây, bởi vì mình đánh thường thường sẽ đánh ở gần nụ lùm cây, bụi cây là nhiều. Đấy, nếu mà nhiều thịt, nhiều túi lưới, gió nó thổi vào sẽ mắc rất là nhiều, và khi con chim nó vào cũng bắt rất là khó, rất là vất vả mới bắt được con chim. Đây là cái này thì lưới đã làm tiêu chuẩn rồi, đảm bảo cho các bác là chim lao vào là sẽ dính 100%.
Đấy. Chim nào vào sẽ dính 100% nhé các bác nhé. Càng chim to thì nao nó càng càng bám. Đấy. Lưới thì đây em đánh lưới. Đây em đánh lưới 15 mét thôi. Đấy. Tại vì em đánh ở vườn nhà nó cũng hẹp. Thế còn về tới loa nhé. Thì hôm nay em đánh khuyên thì em sẽ sử dụng cái dòng loa AT100. Đánh khuyên thì sử dụng những cái dòng loa như AT100 hoặc Q92. Cái nhất là độ pin, độ bền của pin nó chạy được rất là lâu. Đấy, nó sẽ chạy được cho các bác ở đánh có thể từ sáng đến trưa, hoặc là từ trưa hoặc là từ sáng đến chiều luôn, ngang giờ chiều. Còn con nào pin nó bình thường thì cũng phải chạy được 6 tiếng, chạy liên tục. Đấy. Còn tùy vào các bác bật to nhỏ nhá. Đấy là bật to thì chạy được 6 tiếng. Thế còn nếu các bác bật nhỏ thì nó phải chạy được đến 8 đến 12 tiếng, nó tùy con. Thế còn các bác mà đánh cái dòng này và các bác muốn đánh cả ngày, các bác mang cho em theo sắm cho mình thêm một quả pin dự phòng như thế này. Đấy. Một quả pin, hoặc nếu các bác mà muốn đánh tự tin hơn thì các bác có thể làm thêm hai quả pin như này, các bác đánh thì đảm bảo là các bác đi cả ngày không phải lo nghĩ gì luôn. Đấy. Em cũng vẫn cắm một quả pin dự phòng như này. Đây, như quả này của em là đang đầy pin này. Nó báo cái đèn của pin dự phòng nó sẽ báo ở bên này nha các bác nhá. Đây nó cũng là cái đèn sạc luôn này. Đấy thì nó báo bên này. Thì em cứ cắm liên tục ở đây. Đấy thì nó chạy hết cái pin bên trong loa thì nó sẽ chạy đến cái quả này. Rồi các bác mà đấy là anh em như em đánh tại nhà, thế còn các bác có thể là đợi nó hết pin rồi cắm sạc cũng được. Thế còn theo em ấy thì nếu mà các bác đã xác định là đi đánh kinh tế thì các bác cứ cắm quả pin dự phòng vào như em này, cứ cắm để từ đầu đến cuối luôn. Thì cái nhất là nó chạy thì các bác cũng ví dụ các bác có hai quả pin dự phòng thì các bác cứ đánh hết một buổi, hoặc là đánh đến ngang giờ chiều các bác mới lại phải thay pin, để thay pin đi để đảm bảo. Chứ còn khi mà chim nó đã quấn rồi ấy mà tự dưng loa bị ngắt xong các bác ra, các bác thay pin thì nó lại rất bị gián đoạn cái quá trình mà mình săn bẫy nhá. Mà khi con chim nó mà đã va người rồi nó sẽ rất là khôn, có khi là nó những cái đàn chim nó khôn như chim di là nó sẽ không xuống nữa. Đấy thì em sẽ đánh cho các bác xem nhá. Thì tẹo lỗ được chim em sẽ quay thực tế để cho các bác xem là cái độ bám lưới, của cái độ dính của cái lưới này như thế nào nhá. Đấy. Em mới bật file được có 2 phút thôi đã có chim nào rồi. Nhưng mà con này không phải chim khuyên nha các bác nhé. Con này là chim rừng thôi, chim di cư thôi. Đấy. Đây nha các bác có thể thấy là nó vừa lao vào đây. Túi nó treo rất là sâu nha các bác nhé. Đấy, túi treo rất là sâu. Mặc dù đây như bên trên này là nhìn là gần như không có tí túi nào luôn này. Có một chút túi thôi, nó không nhiều. Nhưng mà khi con chim lao vào này, nó đóng nó treo luôn. Đấy. Rất là đảm bảo nha các bác nhé. Này, như con này em sẽ bắt em thả đây. Đây để em bắt đã nhá. Đây, nó không phải là chim khuyên em thả nha các bác nhé. Chim rừng thả luôn. Đấy, bay rồi. Đây đây nha các bác nhá. Đây các bác có thể thấy khi chim nó dính thì túi lưới nó treo xuống như này nha các bác nhá. Đây em cũng được mấy con nữa, được 3 con. Đấy, kia còn nữa kìa. Đấy. Đấy. Chim lao thì cái tỷ lệ sẩy là rất là ít mà gần như là không có nha các bác nhá. Chim lao thì đảm bảo cho các bác là không bị sẩy đâu. Đấy, lưới này rất là bén. Đấy rồi anh em cần thêm phụ kiện gì thì cứ liên hệ trực tiếp cho em nhé. Giờ em bắt chim đây, hẹn gặp lại các bác ở clip sau của em nhá. Xin chào.